Trong sáng ngày 27 tháng 3, tại đường đèo Khánh Lê, đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, xảy ra vụ cháy xe bồn. Đám cháy bùng phát dữ dội làm tắc nghẽn giao thông. Theo thông tin ban đầu, xe bồn chở khí hóa lỏng có biển số tỉnh Gia Lai, lưu thông hướng Khánh Hòa, Lâm Đồng. Khi xe đi tới đèo Khánh Lê thì bất ngờ xảy ra cháy. Tài xế cho biết, sau khi phát hiện ngọn lửa bùng phát tại khu vực bồn chứa, đã cho xe tấp vào lề đường, đồng thời tháo rời đầu kéo di chuyển ra xa. Lúc này, ngọn lửa tiếp tục bùng phát dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Theo lãnh đạo công an huyện Khánh Vĩnh, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, chốt chặn không cho các phương tiện di chuyển qua khu vực này để đảm bảo an toàn, đồng thời thông báo cho người dân ở gần hiện trường di chuyển ra xa. Hiện, lực lượng cứu hộ đã dập tắt đám cháy, giao thông trên đèo Khánh Lê đã trở lại bình thường. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.